Vâng, anh Đinh Đoàn thấy tình huống vừa rồi của chương trình thì có thấy quen hay không ạ? Vâng, tôi thì tôi thấy tình huống nó quen lắm ạ. Dạ. Cái câu nó rất là quen nào. Vì chồng thì nhà này thì chỉ chết con này thôi, trăm việc đến tay, lớn vậy bé vậy không đứa nào hộ được việc gì. Đi làm về đã bở hơi tai một mình, cắm cúi cơm nước nấu ăn rồi, không ai hộ được việc gì. Xong đến lúc nấu xong gạo xuống mà ăn là bố con cũng xuống ăn, cứ cắm đầu với điện thoại. Những câu quen lắm ạ. Dạ Thế nhưng mà có điều rằng là chúng ta chỉ kêu, nhưng hầu như chúng ta không có giải pháp. vâng. À, vâng, nhưng mà liệu có phải là trong cái câu chuyện này thì lỗi nằm ở chiếc điện thoại di động hay không ạ? Thật ra điện thoại di động là một báu vật, mà là một thành tựu khoa học công nghệ mà loài người tìm ra, bằng con người đã nghĩ ra cái gì là đều phục vụ cái lợi ích tốt cho con người. Cho nên đừng đổ lỗi tất cả đều con người hết thôi. Còn cái điện thoại ấy, ta nhìn nó tốt thì nó là tốt, ta nghĩ nó là xấu thì xấu, đúng không? Thế thì vấn đề là mình không sửa điện thoại mà mình sửa người. Đó, rất là nhiều người thì cho rằng là phải chăng rằng là mình không còn cái sự hấp dẫn trong mắt của đối phương nữa, không còn sự hấp dẫn trong mắt của người vợ hay người chồng của mình, cho nên là mình mới bị mất vị thế so với chiếc điện thoại di động như vậy. Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thì điều này như thế nào ạ? Điện thoại cũng quý, chồng cũng quý, vợ cũng quý, nhưng mà vợ thì tôi không không mất giá trị đâu ạ. À, tôi nghĩ phụ nữ đã được gọi là nội tướng. Nội tướng tức là ông bà tướng ở trong nhà ấy, mình có quyền mà. Cái việc đầu tiên tôi nghĩ là mình điều chỉnh, bắt đầu từ việc thiết lập quy định đi. Đất nước thì có pháp luật, cơ quan thì có nội quy cơ quan, thì gia đình cũng phải có nội quy. Em nghĩ rằng thế này này, cả ngày mới có một bữa cơm ăn với nhau, mấy bố con từ nay đi em thống nhất đã về đến nhà là buông điện thoại, xuống ăn cơm là cất điện thoại, và thậm chí là em cho lựa chọn đến một là ăn điện thoại hay là ăn cơm. Giống như là trong tình huống vừa Đúng rồi. rồi, Dạ. thậm chí mình gọi là con xuống ăn cơm mà nhìn thấy con đi cầu thang tay kìa mà lên cất điện thoại thì xuống ăn, còn nếu không con cứ ăn điện thoại ở trên đó, bố cất điện thoại đi, tức là xây dựng nội quy. Thì sau đấy người ta mắc lỗi thì mình vẫn còn bám vào nội quy để mình xử lý. Em đã nhắc bao nhiêu lần mình đã quy định thế sao anh vẫn cứ như thế, đúng không? Còn cứ nói khơi khơi hoặc là giận hờn vu vơ hoặc là đá thúng đụng nia thì chỉ làm cho nhau bức xúc. Nên việc đầu tiên là thiết lập cái quy định ở trong gia đình, và mình làm gương làm mẫu. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà nội tướng mà không thể chỉ huy nổi, thì lúc bây giờ làm như thế nào ạ? Nội tướng không chỉ huy nổi thì hội tướng không nói được bằng miệng thì thực hiện bằng hành động. Cụ thể như thế nào ạ? Cụ thể thế này, để nghịch điện thoại thì cứ ngồi đây mà nghịch. Tôi cũng đi, tôi nằm tôi nghỉ một tí. Đến giờ nấu ăn, bảo thế có cơm chưa nhỉ? Ai nấu mà có. Về nhà em cũng mệt, anh cũng mệt, anh nghịch điện thoại, em đau lưng em nằm. Người ta sẽ chỉ thay đổi hành vi khi nếu không thực hiện đó thì người ta bị chịu thiệt thòi một cái gì đó. À, không chịu giúp vợ thì vợ cũng mệt, vợ đi nằm rồi không đến bữa không có cơm mà ăn. Và như thế thì sẽ trả lời bằng như. Nhưng mà các cụ mình ngày xưa thì có cái câu rằng là cơm sôi bất lửa. Thế nhưng mà trong cái trường hợp này nếu như mà vậy cả hai người mà cùng căng lên thì như thế nào ạ? Mình cứ nói nhưng mà rồi mình cũng chả làm cái gì, nói chán thì thôi, thế thì rồi đâu nó lại vào đấy. Cho nên đây gia đình nó là một tế bào, là một tổ chức xã hội gồm những người mà phải có trách nhiệm với nhau. Mà việc thứ ba tôi nghĩ người phụ nữ có thể làm đó là phân công công việc. Bởi vì người ta bảo nhàn cư vi bất thiện, anh mang quần áo lên trên, bỏ lên trên 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 máy giặt tầng 4, anh bật nút bật cho giặt cho em. Thật ra phụ nữ trước khi lấy chồng đã được mẹ dạy dỗ nội trợ rồi tề gia gì đó, nhưng đàn ông thì không được dạy đâu. Còn bé thì đi học, lớn lên thì đi đại học, đại học xong rồi lấy vợ, rồi mẹ thì không dạy, vợ không dạy, không biết làm gì. Vậy thì phụ nữ hãy dạy chồng từ lúc bơ vơ mới về. Rất là nhiều người phụ nữ thì có tâm sự cái câu như thế này ạ. Chiếc điện thoại di động bây giờ cứ giống như là người tình của chồng vậy ạ. Mà em thì cũng thấy anh Đinh Đoàn hay thường có những cái buổi mà nói chuyện với chị em phụ nữ rằng là chị em hãy giữ dáng đi, đừng giữ chồng. Cũng giống như là cái câu hỏi vừa nãy đã. Đôi khi là phụ nữ cảm thấy là tự ti là hay là mình không còn hấp dẫn trong mắt đối phương cho nên mới bị như vậy. Thì có cái cách nào mà làm cho người phụ nữ hấp dẫn hơn hơn so với cái chiếc điện thoại di động ngoài kia không ạ? Ông chồng sẽ buông điện thoại ngay nếu như người vợ ôm ông ấy này. Thế rồi mình làm những việc cần làm, đừng có thụ động. Đẹp thì đẹp, xinh thì xinh, nhưng cứ nằm ì ra rồi cứ ngồi đấy thụ động thì rồi đàn ông cũng không để ý. Tôi tin là chả có ông nào đang nghịch điện thoại mà vợ ra quàng tay vào cổ mình, xong rồi bóp vai rồi sờ tai rồi véo má mà ông ấy ngồi yên đấy. Chắc chắn sẽ buông điện thoại ra, mà vợ thì ngon lành. Nhưng mà người vợ hoặc người chồng mà cứ để cho chiếc điện thoại di động lấn lướt quá trong cái đời sống gia đình ấy thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào ạ?
Chúng ta vốn quỹ thời gian ai cũng có 24 giờ như nhau. Ngoài giờ đi làm, ngoài giờ đi ăn, ngoài giờ đi ngủ quần, những giờ thức. Nếu chúng ta chỉ nghịch điện thoại thì chúng ta sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi cho mình, không còn thời gian để mình thưởng thức văn hóa nghệ thuật hay rèn luyện thể dục thể thao, và không còn thời gian chăm sóc đến nhau. Và khi mà thời gian không có thời gian dành cho nhau thì mối quan hệ ngày một nó nhạt nhẽo, nó lỏng lẻo đi. Và đó là một lý do để cho người khác người ta chen vào. Ông chồng thì cứ nhạt nhẽo suốt ngày cắm đầu điện thoại, vợ làm đầu mới, làm tóc mới, đi xăm môi, xăm mặt mà không nhận ra điều gì. Sẽ có một ai đó ta nhận ra rằng, ôi giờ này em xinh quá. Ừ được, khiến cho cái mà người phụ nữ đang thiếu mà, là cái sự quan tâm, một cái sự khen ngợi. Một cái anh đồng nghiệp ở cơ quan thôi. Anh mà phụ nữ thì thích điều đó lắm. Và cứ thử cái đó rồi gọi là nó đi tiếp cái gì thì chúng ta cũng đã biết rồi đó. Thế chứ nếu mối quan hệ vợ chồng mà lỏng lẻo thì chắc chắn sẽ là một kẽ hở cho... sẽ có lúc có kẻ gian nó sẽ lẻn vào. Như vậy là chiếc điện thoại ở đây thì không phải là người tình, nhưng mà nó có thể sẽ mở lối cho người tình khác bước vào. Chính xác như thế. Vậy thì cái lời nhắn nhủ đối với các đức ông chồng cũng như là các bà vợ trong cái câu chuyện vợ hay là chồng hay là điện thoại của ngày hôm nay là gì? Chuyên gia Đinh Đoàn có thể tư vấn thêm ạ. Thứ nhất, điện thoại là một thứ vô cùng quan trọng. Thế thì đừng giận nó. Hãy coi nó là một thứ mà hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong cuộc sống. Thế còn cái việc thứ hai là trong gia đình thì muốn cái gì nó nền nếp. Một, thiết lập trật tự, đưa ra quy định. Thứ hai là mình làm gương, làm mẫu. Cái thứ ba là thành viên nào mà không chấp hành, nhắc nhở lần một, lần hai, lần ba. Từ lần thứ ba đi vẫn cứ vi phạm, chúng ta có hình thức kỷ luật nhất định. Đôi khi kỷ luật vui vui thôi. Nếu anh cứ nghịch điện thoại, tối nay xin mời ngủ ở salon. Đừng có vào đây nữa. Em không thể chấp nhận một người đàn ông yêu điện thoại hơn yêu vợ. Thế xong giả vờ dỗi, quay mặt vào trong rồi ngúng quẩy đẩy ra ngoài kia mà ôm điện thoại. Thì cũng vui chứ đừng lên lớp. Trong gia đình đừng lên lớp nhau là ở nhà này lớn bằng phần đấy tuổi đầu rồi, 40-50 tuổi đầu rồi còn cắm đầu điện thoại như thế làm hư con. Mình đã là một cô giáo mất rồi, mình quên mình đang là người vợ. Nhiều người phụ nữ cứ hay lớn tiếng uốn nắn chồng con, đôi khi nhắc con, nhắc chồng y như nhắc con. Thành những người đàn ông cứ ấm ức. Này, cô nói ai đấy? Tôi là chồng chứ không phải là con của cô để mà cô nói thế nhá. Dạ. Hãy thật sự kiên nhẫn. Bởi vì yêu nhau trong một tuần nó vui lắm. Yêu nhau một tháng nó vui lắm. Nhưng sống với nhau nhiều chục năm thực sự ra không vui vẻ gì đâu. Nó sẽ có rất là nhiều những cái bức xúc, cái bực bội. Hãy thật sự kiên nhẫn để chúng ta có thể gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Vâng, rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ạ.